Vâng, xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Trong cái quãng thời gian vài năm nay em bán xe đạp ấy, thì em thấy là có những cái thương hiệu mà các bác rất là ưa chuộng, và đúng là theo em, là cái kinh nghiệm bán hàng của em thì em đánh giá đúng là những cái thương hiệu này nó là tốt thật. Thì đó là những cái thương hiệu sau, ví dụ như là thương hiệu Giant, là một cái hãng sản xuất xe đạp lớn nhất thế giới. Thứ hai là thương hiệu Trek của Mỹ, hay là thương hiệu BNG của Ý, hay là thương hiệu Calondale, đó, Louis Gallo của Canada. Đấy là những cái thương hiệu rất là tốt. Ngoài ra còn rất là nhiều thương hiệu khác, em không thể kể hết được ở trong cái một cái vài phút ngắn ngủi này. Thế nhưng mà ngày hôm nay em có về một cái chiếc xe địa hình hiệu Trek Mỹ, hiệu Trek của Mỹ, và em muốn giới thiệu với các bác đây là một chiếc xe địa hình rất là tốt, rất là hợp lý trong tầm giá. Và bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này. Vâng, và các bác đang nhìn thấy tổng thể đây, chiếc xe đạp địa hình Trek hiệu Mỹ. Như các bác biết thì những cái đồ dùng của Mỹ nói chung thì rất là tốt. Như em dùng laptop thì em rất thích dùng các cái hiệu máy tính của Mỹ như là HP, Dell hay là Lenovo. Đã mua lại của IBM ấy, cũng rất là tốt. IBM, HP và Dell. Thì như xe đạp thì em đánh giá là những cái xe đạp thương hiệu đến từ Mỹ thì cũng khá là tốt, như là Trek hay là GT, hay còn gọi là GT ấy. Rất là ok. Thì đây trong video này em sẽ giới thiệu với các bác một cái dòng địa hình thương hiệu Trek Mỹ. Đây là dòng 4 series, dòng series 4 của thương hiệu Mỹ Trek. Đây, như các bác nhìn có thể nhìn đến trên khung đây, nó có dòng chữ là 4 series, series 4, 4000, Trek 4300. Series 4 là đầu 4, và đây là model của chiếc xe này là 4300. Thì như các em cũng trong kênh của em cũng đã có giới thiệu rất là nhiều cái dòng xe đua của Trek rồi. Thì thường là những cái xe Trek ấy thì rất hay sử dụng những cái phụ kiện của Bontrager, như là cột yên Bontrager này, thì như chiếc xe địa hình này cũng vậy, yên Bontrager này. Các bác có thể thấy là cái logo Bontrager này, yên Bontrager, cọc yên Bontrager, vành của chiếc xe là vành Bontrager với thông số lốp là 26, vành 26 inch. Lốp cũng vậy, là lốp Bontrager, gân là gân có gai, leo núi cũng được mà đi trong đường phố cũng được. Quả lốp của chiếc xe là 26. Đây, nó có đề đấy, 26 nhân 2.1. Mayer rất là bon. Thì cái Mayer này là của Shimano luôn các bạn. Mayer của Shimano luôn. Mayer Shimano 32 đũa. Về phần bộ chuyển động của chiếc xe này thì xe được trang bị một cái cấu hình là lip 9 tầng của hiệu Shimano, và bộ đè chuyển động là Shimano Acera. Như các biết thì Acera nó cao cấp hơn Tourlay, cao cấp hơn Antut, rồi đến Acera, cho nên là cái bộ chuyển động này cũng khá là tốt. Đây, như các bác nhìn thấy dòng chữ này, Design in Waterloo, tức là được thiết kế ở Waterloo, Mỹ. Xe cũng được trang bị một cái bộ gạt đĩa Acera. Đây là những cái chiếc tem mà thể hiện của hãng, thì nó là thể hiện cái gì thì em cũng không rõ tiếng Anh lắm. Chỉ nhìn thấy chữ Trek Bicycle Corporation, nó là tập đoàn xe đạp Trek. Tập đoàn xe đạp Trek, và đây là dòng Mountain Bike, và là dòng leo núi. Trek 4300. Về chân tay của chiếc xe thì cũng được trang bị bộ chuyển số Shimano Acera và phanh dầu 2Z Dilo.
ghi đông, phốt tăng, tất cả đều là phụ kiện Bontrager của Mỹ. Riêng dòng Trek này thì dùng rất nhiều phụ kiện Bontrager Mỹ. Giảm sóc của chiếc xe này là giảm sóc thủy lực dầu, giảm sóc thủy lực dầu hiệu SR Suntour, rất là quen thuộc. Bánh đằng trước cũng nguyên một cặp giống bánh đằng sau Bontrager. Về phần sơn của chiếc xe này thì em đánh giá là khá là đẹp cả hai bên. Nó chỉ có một cái vết chảy xước đây, cái này là em chưa đánh xi, chưa đánh xi xong là chắc là hết. Về phần sơn là không có vết xước nào là lớn cả, rất là đẹp. Xe có một màu đen, đen sần. Này. Xe trang bị Bedan Welgo, đùi Shimano, hai bên đều như vậy. Xe này thì có size là 16,5. Ở bên trong lội, tức là đo ở trong lội tâm ấy, thì là 16,5 và ngoài là 17,5. Khoảng 16-17,5 inch. Thì các bác có thể đổi inch nhân với 2,5 thì nó sẽ ra cm. Cái này nó vào tầm khoảng 44-46 cm. Nó size tầm 16-17 inch. Đây, tổng thành bên này của chiếc xe. Xe này có phù hợp với các cái bác cao từ 1m6, 1m62 cho đến 1m75. Nó không đề size, vì cái dòng Trek này thì nó không đề size, nó chỉ hay là M hay là S như dòng Giant. Nhưng mà em dự đoán đoán nó vào tầm khoảng size M, tức là từ 1m62 cho 1m75 sẽ đi vừa cái xe này, đi phù hợp với xe này luôn. Size 17 inch nhân với 2,5 cm nó sẽ ra vào tầm khoảng 44-46 cm gì đó. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến chiếc xe đạp mà em vừa giới thiệu thì cái giá bán em đã đề dưới cái tiêu đề của cái video. Giá bán là công khai, và trong giá bán thì em sẽ bao ship toàn quốc cho các bác, bảo hành về đồ đạp cho các bác 1 năm. Nếu như mà các bác ở Hải Phòng thì qua em sửa miễn phí, còn nếu như các bác ở tỉnh xa thì em sẽ gửi phụ tùng phụ kiện và về, và em có hướng dẫn sửa chữa qua các cái video em đã làm sẵn. Và như các bác biết ấy, thì là em bán xe đạp cũ, cho nên là những cái xe mà em vừa giới thiệu đấy, thì trong những cái thời gian mà rất là lâu thì em mới mua được một chiếc xe đẹp như vậy và hiếm như vậy. Thì nếu mà các bác nào mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ ngay với em và tiến hành đặt cọc hoặc trả hết tiền để sở hữu ngay chiếc xe. Em đã, đây không phải là em nói sai sự thật, và đã có rất là nhiều khách phải tiếc nuối và phải đợi rất là lâu mới có chiếc xe như họ mong muốn, hoặc là các bác khách đó là phải lấy những cái chiếc xe khác mà không được ưng ý, chỉ 8/10 so với những cái chiếc xe mà các bác đã được xem chữa trước, nhưng mà không tiến hành sở hữu em đó ngay, cho nên là rất là tiếc nuối. Thì em bán đồ cũ, cho nên số lượng chiếc xe chỉ có một chiếc, và được những cái chiếc đẹp như này thì em phải tuyển lựa rất là nhiều ở những cái bãi xe ở bên nước ngoài, sau đó là tiến hành gửi máy bay về. Cho nên là để mà có những cái chiếc xe đẹp mà em vừa trình bày như lúc nãy thì rất là hiếm, và các bác muốn sở hữu em xe này thì liên hệ ngay Zalo với em và để sở hữu em đó. Và ngoài ra, nếu như mà dành cho các bác nào mà ở tỉnh xa thì các bác có thể mua xe của em qua một số hình thức sau. Đó là: một, các bác có thể bắt xe khách hoặc là lái xe riêng đi đến Hải Phòng và tới nhà em mua. Hai là các bác có thể chuyển cọc thấp nhất là 500.000, thì em sẽ tiến hành ship qua cái dịch vụ của bưu điện, thì bưu điện sẽ chuyển tới nhà các bác và người bưu tá sẽ thu lốt số tiền còn lại. Khi mà các bác có chiếc xe đã đến cửa nhà các bác thì các bác được quyền mở hộp xe đạp ra kiểm tra xem có đúng xe ở trên video hay là ở trên Zalo mà các bác đã thỏa thuận với em trước khi mua không.
và các bác giả lốt số tiền còn lại cho người bưu tá. Và cách thứ ba là em sẽ là các bác sẽ chuyển hết tiền, thì em sẽ có những cái món quà dành cho các bác chuyển hết tiền. Đó là em sẽ tặng full phụ kiện của em dành cho các bác chuyển hết tiền ở tỉnh xa để mua xe, gồm có full phụ kiện, gồm có chắn bùn, một số những cái giỏ phụ kiện đây em cứ mua sẵn để em dành tặng các bác chuyển hết tiền để mua xe ở tỉnh xa. Chắn bùn, túi để đồ, khóa dây, đèn nháy, chuông, thì tùy theo có những cái xe lắp được cái này, không lắp được cái kia, giá bình nước và một số thứ khác, thì tùy theo có thể là xe lắp được chiếc này không lắp được chiếc kia, thì các bác có thể nhắn tin Zalo với em để em có thể tư vấn được những cái phụ kiện lắp thêm khi các bác thanh toán theo hình thức là chuyển khoản 100%. Về uy tín của em thì các bác có thể vào Facebook tìm Kiên Xe Đạp để em có một cái album tất cả những cái khách hàng đã mua xe của em. Cũng dạo gần đây thôi em mới tạo cái album này, còn trước kia em bán cũng rất nhiều khách hàng nhưng mà em không có lưu lại. Thì các bác có thể tham khảo thêm về cái uy tín của Kiên Xe Đạp. Vâng, và nếu các bác quan tâm đến những cái chiếc xe đạp mới, bởi vì xe đạp của bên em thì bán rất là nhiều, một tháng doanh số của bọn em có thể lên đến khoảng trên dưới 100 chiếc xe, thì các bác muốn tham khảo những cái chiếc xe mới về liên tục, cập nhật liên tục, thì các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp ở trên Facebook và ấn kết bạn với em. Ở trên YouTube các bác có thể tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh. Ngoài ra em còn bán đồng hồ đeo tay Nhật Bãi, Thụy Sĩ, Nga. Nếu mà các bác quan tâm thì hãy lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ để mà xem những cái mẫu đồng hồ đó. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau.